Chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc amply Victor. Bộ đen của nó là MA180. Đây là dòng amply chuyên karaoke nha anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là chữ Karaoke Pro, dòng karaoke chuyên nghiệp của hãng nội địa Nhật. Dòng Victor thì đây là một chiếc amply rất là nổi tiếng của hãng nha. Về chiều ngang của amply, đây là dòng size lớn là 435mm nha. Chiều cao là 135mm. Và chiều sâu của nó là 360mm. Điện áp của nó là 100V và công suất là 120W. Nó sẽ có 4 cái mic ngõ vào nha. Đây là volume tổng của mic nè, volume của nhạc nè, ba cái nút chỉnh cho cái repeat, delay, chức năng là volume của echo, bass và chép của music, ba lăng bass và chép của echo nha. Anh em sẽ thấy là logo Pro, hình chất âm của con này rất là hay. Bên trong thì nó sử dụng tất cả những cái chip karaoke, chip echo rất là hay. Ruột gan dày đặc hết nha, và nó sử dụng là 4 sò than to. Thì chút nữa em sẽ mở ruột gan bên trong cho anh em. Phần bên đây đó là chỉnh tông nha, chỉnh tông nhạc. Và em sẽ thử một đoạn nhạc để anh em nghe về cái chất âm của con amply Victor nha. Đây là volume của music nha. Chức năng là mic gan. Đang cắm vào mic ngõ 2. Alo 1 2. Đây là echo nè. Alo 1 2. Alo 1 2 4 6. Alo 1 2. Alo 1 2 4 6. Alo 1 2. Alo 1 2 4 6. Alo. Ở đây là phần bass và phần chép của mic nha. Tiếng của nó rất là dày dặn nha anh em. Alo 1 2 4 6. Alo 1 2. Alo. Echo rất là hay. Đây là dòng karaoke chuyên nghiệp nha, rất là đẹp nha anh em. Chức năng đơn giản dễ sử dụng nha, dòng karaoke Pro nha. Victor MA180, điện áp 100V, công suất là 120W, đánh lò bass 25V nha anh em. Sò được lắp đặt ở tấm nhôm tản nhiệt phía sau nha. Đây là ngõ vào nè, ngõ ra lo nè. Đây là một chiếc amply ngon bổ rẻ trong tầm giá nha. Rẻ hơn tất cả những cái amply lắp ráp tại Việt Nam luôn. Tiếng echo rất hay nha anh em. Em sẽ mở ruột gan ra để anh em soi những cái chip xử lý chip echo của nó nha. Nội thất bên trong amply Victor MA180 nha anh em. Ruột gan rất là sạch sẽ. Với cái dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sò Toshiba lớn nha. Sò to bằng ngón tay cái luôn nha, rất là to. Cái chip xử lý và chip echo rất là to. Echo rất là hay nè. Bốn con bố trí dọc ở theo tấm nhôm tản nhiệt phía sau nha.
Với chiếc ly Victor MA180 dòng karaoke chuyên nghiệp công suất 120W thì anh em chơi karaoke rất là hay, cũng như là nghe nhạc cũng rất là chuẩn nghe anh em. Và với chiếc ly này thì em sẽ bán với giá là 2.300.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.